tỉnh Điện Biên đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Dự lễ kỷ niệm có bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Diễn văn kỷ niệm do Bí thư tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn trình bày nêu rõ, tỉnh Lai Châu nay được tách ra thành hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, được thành lập năm 1909, đến năm 2003, tỉnh Điện Biên chính thức được thành lập trên cơ sở chia tách từ tỉnh Lai Châu, theo nghị quyết số 22/2003/QH11, Quốc hội khóa 11. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Điện Biên đã có nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính với tên gọi và chế độ quản lý khác nhau. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tích cực, chủ động, tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huy động sức người, sức của cho chiến trường, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 5 năm 1954. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Điện Biên tiếp tục trải qua 5 giai đoạn xây dựng và phát triển, trong đó, giai đoạn từ năm 2004 đến nay, kể từ dấu mốc chia tách, thành lập mới, với sự quan tâm, hỗ trợ từ Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành trung ương, tỉnh Điện Biên đã nỗ lực, phấn đấu, ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016-2018 tăng 8,30% trên năm, đến năm 2018, tổng sản lượng lương thực cây có hạt toàn tỉnh đạt hơn 264.000 tấn, gấp 1,55 lần so với năm 2004, thu ngân sách đạt gần 9.600 tỷ đồng. Trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 1.255 tỷ đồng, tăng hơn 12 lần so với năm 2004, thu nhập bình quân đầu người đạt 26,37 triệu đồng, tăng hơn 7 lần so với năm 2004, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,5% trên năm, các mặt đời sống văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo và giữ vững. Đặc biệt, những năm qua, tỉnh đã xây dựng được nguồn nội lực, làm nền tảng, tạo đà cho quá trình xây dựng và phát triển. Những lợi thế cơ bản đó là tài nguyên rừng, nguồn tài nguyên đất, đặc biệt là tiềm năng về phát triển du lịch lịch sử, du lịch sinh thái còn rất lớn, nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các khu đô thị, khu thương mại dịch vụ và khu vui chơi giải trí, các khu, cụm công nghiệp, nâng cấp mở rộng sân bay Điện Biên Phủ, cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Hồi Quốc với Lào, lối mở APA trải với Trung Quốc, có nguồn nhân lực dồi dào, phát huy những lợi thế cơ bản đó. Tỉnh đang đứng trước những cơ hội mới và quyết tâm phấn đấu đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cũng như kết quả trong suốt quá trình xây dựng, hình thành và phát triển của tỉnh Điện Biên. Trong đó, không quên tri ân đối với những hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ và gia đình, thân nhân của họ để giành lại nền độc lập cho nhân dân các dân tộc, góp phần vào thắng lợi chung và thống nhất đất nước. Nhấn mạnh giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ và thành quả nổi bật của tỉnh những năm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, dù trong hoàn cảnh, giai đoạn nào, Điện Biên luôn phát huy tốt truyền thống đoàn kết, kiên cường, bất khuất để vượt khó vươn lên. Bà Tòng Thị Phóng cũng đánh giá và chỉ ra những hạn chế trong một số mặt công tác cũng như thế mạnh, tiềm năng và thời cơ mà Điện Biên đang nắm bắt. Trên cơ sở đó, động viên và đề nghị Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống và nội lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trong đó tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt, tỉnh cần tập trung phát huy thế mạnh, tiềm năng và truyền thống sẵn có, tận dụng thời cơ và có hoạch định cụ thể hơn nữa về hướng đi, nhất là trong phát triển du lịch và sản xuất nông nghiệp, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư để tập trung phát triển hạ tầng, giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, chú ý đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là các khu vực biên giới, đẩy mạnh các hoạt động giao thương, quan hệ đối ngoại với bạn bè quốc tế, góp phần cùng cả nước hội nhập và phát triển. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Tòng Thị Phóng đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên vì đã có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàng Dũng, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.